Chị ơi, cho em một cái này. Cho em xin tờ giấy rồi. Dạ vâng, em Hải xin kính chào quý chú, anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày nay. Dạ vâng, thì Hải rất vui gặp lại tất cả quý chú, anh chị, các bạn mình ở một video tiếp theo để cập nhật về cuộc sống về đêm tại Sài Gòn nhé. Dạ, thì hiện tại thì em Hải đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dạ, hôm nay thì em Hải mời tất cả quý chú, anh chị, các bạn mình cùng đi dạo tại những con đường tại khu vực trung tâm Sài Gòn nha mọi người. Dạ vâng, thì tối ngày mai thì sẽ diễn ra cái lễ tổ chức cái lễ hội âm nhạc của Samsung á. Cứ cô chú anh chị mình có thể ghé qua khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để mình tham gia những cái chương trình đấy nhá. Mọi người có thể qua khu vực bên đường là một cái bãi giữ xe rất là lớn để cứ cô chú anh chị mình gửi xe đấy. Đây thì khu vực này mọi người có thể thấy là trang trí rất là đẹp. Đấy, khu vực đèn LED này. Đấy, thực sự là Sài Gòn lúc nào cũng lung linh về đêm. Còn ở phía bên này thì là những cái tiệm quán cà phê, quán trà sữa. Quý cô chú anh chị thấy mọi người đang đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ rất là đông đấy. À, thì sau gần 10 ngày thì em Hải đã quay trở lại với Sài Gòn để quay cho mọi người đây. Mọi người thấy là bên kia cái tiệm quán cà phê Phê La rất là đông khách luôn. Mình sẽ đi dạo qua bên đấy quay cả nhà cùng xem nha. Thật sự là vào tới Sài Gòn là mọi người thấy đó, nhộn nhịp, vui chơi, ăn uống. Hôm nay là thứ năm rồi, ngày mai thứ sáu, cuối tuần đấy. Đấy, mọi người thấy không? Thực sự quán cà phê rất là đông khách. Đấy, mọi người thấy không? Sài Gòn nào cũng lung linh, lộng lẫy về đêm. Đấy, quán khu vực ăn uống này, gánh hàng rong. Dạ thì hiện tại thì em Hải đã có mặt tại ngã tư giữa đường Hồ Tùng Mậu giao nhau với đường Huỳnh Thúc Kháng với chú anh chị các bạn mình. Đấy, bây giờ mình sẽ đi qua khu vực bên này để Hải quay cho mọi người xem cuộc sống vui chơi nhộn nhịp tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ nhé. À, thì trong cuối tuần này thì em Hải sẽ qua khu vực phố Lồng Đèn, Lương Như Học để quay cho cả nhà cùng xem nhé. À, thấy ngoài đấy cũng khá là nhộn nhịp và đông vui đấy ạ. Người mà tới phố đi bộ Nguyễn Huệ, mọi người đi tầm khoảng 8 đến 9 giờ đêm thì lượng người tới rất là đông, tập trung vào khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tối ngày mai thì chắc chắn là đông nghịt người luôn cả nhà tham gia lễ hội âm nhạc, như là có những ca sĩ nổi tiếng tham gia hay sao. Anh Hải cũng phải cố gắng sắp xếp để bay vào sớm nhất để quay những cái thước phim gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình. Đang chuẩn bị này. Ở đây có tốm. Đây mình thấy không? Làm sân khấu. Tối ngày mai đang tập duyệt đấy. Thank you.
thấy là một cái sân khấu rất là lớn luôn ở bên đường. Bây giờ mình làm một lần nữa. Xong đấy. Bây giờ chúng ta nhắc lại này. Đã có nick ở đây bên cạnh của anh. Và một kéo đây. Chúng ta sẽ nhận thêm đâu. Và đâu phần mình. Còn thân đối ra. Thì tôi hỏi là khoảng năm hơn đã có ở đây rồi đúng không? Có cộng tin bản em kia có thể chặn được không? Mình lên lấy cả cái tin của mình. Đêm rất là nhiều cái sinh đảo đêm. Cho bác nghỉ 2 phút để tạm bài cho anh xin xong xuôi thì cho anh xin chạy vung châu chương trình luôn nha. Anh nhắc lại, xuôi lên đi, tập trung để chúng ta chạy vung châu. Tập duyệt để cho ngày mai đại tiệc âm nhạc. Rồi, Hoàng ơi, anh làm việc nội dung với Duy nhé. Duy sẽ làm việc nhanh với em cái vị trí cũng như là em tôi trong khoảng cho phép cùng dài cho nó trong vòng 2 phút. Hôm nay có vẻ là khu vực đường này có vẻ hơi vắng người mọi người ạ. Vắng ghê luôn, không có đông mấy. Hãy xem bây giờ là mấy giờ nhé. Tại bây giờ là 8:30 rồi. Mà tại đường Ngô Đức Kế có vẻ là vắng. Mọi hôm mà tại khu vực này đông lắm. Đấy. Bên này là tòa nhà Bitico. Chú anh chị mình cũng hay vào đây mua sắm ăn uống này. Cuối tuần thì ngày mai thì sẽ có sẽ vào bên trong này quay cho cả nhà cùng xem nhé. Cái dịp cuối tuần những cái khu trung tâm thương mại. Ở đây mình có món ăn này. Và cái là khu vực này giá cả thì có để đây mọi người. Thầy quý cô chú anh chị phải thấy là nên biết đây. Những cửa hàng này mọi người có thể ghé qua ăn uống này. Bảng giá đầy đủ menu ngay trước cửa đó. Ở đây thì thấy giá nó cũng cao. Và bên này là quán cà phê lúc nào cũng đông khách nha. Và bây giờ thì em Hải sẽ mời tất cả mọi người mình qua khu vực tiệm bánh trung thu bên kia nha. Để quay cho mọi người xem hôm nay mọi người đã mua bánh trung thu chưa. Bánh trung thu Như Lan, tiệm bánh Như Lan nổi tiếng tại khu vực Sài Gòn mình. Đặt bên này tiệm cà phê Zumam và quán khách. Được cái là qua khu vực bên tòa nhà Vitico rất là mát nhỉ. Nếu mà mọi người đi vào đường Hải Triều là một thiên đường ăn nhậu về đêm luôn. Đầy đủ các cái món nhậu, món lẩu, phở, bún, có đầy đủ các cái món hương vị Bắc.
mình ở khoa khu vực bên đó. Tiệm bánh Như Lan xem mọi người đã mua đã đông chưa nhá. Chắc giờ này cũng chưa đông lắm đâu mọi người. Còn những một tháng mười mấy ngày nữa thì mới tới Trung Thu cơ. Nhưng mà chuẩn bị tới cái mùa lễ giật câu hồn rồi cả nhà. Hôm nay là không biết là mùng âm ấy, rất tầm khoảng mùng 10 thì Hải sẽ quay anh giật câu hồn cho mọi người cùng xem. Chắc năm nay thì giật câu hồn chắc cũng đông vui đấy. Đấy, năm nào tại Sài Gòn mình thì cũng vậy. Đây, tiệm bánh Như Lan. À, thưa chú anh chị mình có thể đây, cập nhật giá ra đây. Để Hải qua xin. Đây, cái nhà này. Đấy, có cập nhật giá rồi nha. Thưa chú anh chị mình có thể ghé qua đây này, mua về làm quà rồi tặng người thân, gia đình, bạn bè, khách hàng. Ở đây thì mọi người biết là bánh Như Lan là một cái thương hiệu bánh khá lớn. Ở đây thì bán cũng đầy đủ đa dạng lắm. Chị ơi cho em một cái này. Chị em xin tờ giấy rồi. Rồi, em cảm ơn. Ở bác thì cứ chú ấy chị mình có thể thấy đấy. Phải mua một chiếc cũng tương đối là rẻ mọi người, có 40.000 thôi, không phải biết bánh gì, quên chưa xem cơ. Đây, cho cả nhà xem này. Năm nào Hải cũng phải mua vài hộp để tặng gia đình bánh Như Lan. Thì Hải sẽ cập nhật cái giá bánh gửi tới quý cô chú anh chị để mọi người có thể biết nhé, để mọi người mua nhé. Đây, thì nó nhắc tới bánh Trung Thu Như Lan thì mọi người biết nó chỉ có hai cửa hàng thương hiệu chính thôi, nhưng mà thu hút được lượng khách rất là đông, đó là ở khu vực đường Hai Bà Trưng và đường Hàm Nghi. Ở đây cứ có chú anh chị mình này. Ôi, bánh nhiều loại lắm, đọc cái này cũng hơi mất thời gian đấy. Hải lên trên đây Hải sẽ đọc cho mọi người cùng tham khảo về giá bánh nhé. Đây nhà này thử xem này. Đấy, loại 1 là 1.070.000. Hộp đặc biệt 6 bánh, loại bánh 400g một cái. Đó là 2 bánh yến xào vi cá thập cẩm gà quay, 1 bánh đậu xanh sen sầu riêng, 1 bánh sen trà xanh hoặc sen phô mai, 1 bánh dẻo vi cá thập cẩm gà quay, 1 bánh dẻo đỗ sen. Để Hải cập nhật giá và lát nữa Hải sẽ triển cảnh đến đây cho mọi người cùng xem nha. Đọc cái này nó dài lắm, nó mất khá là nhiều thời gian. Tờ giá dao động từ 1.070.000 cho tới 240.000 cũng có luôn. Đây, một đặc biệt này nữa, 860.000 này. Giờ theo Hải thấy thì cái giá năm nay thì nó cũng không có thay đổi nhiều so với năm trước. Nên có cả cái giá 240.000 gồm 4 bánh, đó là 2 bánh thập cẩm gà quay, 1 bánh môn sen hoặc dừa sầu riêng, 1 bánh đậu xanh. Đây bánh chay thì mọi người, bên này bánh chay là 415.000. Đấy, người ta có để luôn 410.000 có bánh chay đấy. Đấy chú anh chị mình thấy này. Và bên này nữa. Đấy. Chú anh chị mình thấy đây. Mọi người mua lẻ không có nhá. Mua lẻ thì mua ăn thì mọi người có thể ghé qua đấy mua, nó rẻ hơn so với mình đó đấy. Mình mua cả hộp mua rẻ, Hải mới mua lẻ đấy, có cái có 40.000 cái thôi. Bây giờ thì mình sẽ vào chợ cũ đường Tôn Thất Đạn nhé. Tại khu vực này các cửa hàng kinh doanh thì vẫn đang còn mở cửa, dù cũng khá là muộn đấy, 8-9 giờ rồi.
thấy là buôn bán cửa hàng ăn uống, bên này thì có hủ tiếu, bên kia thì ở bán mặt hàng trái cây, rau củ quả. Thì không biết là quý cô chú anh chị mình thấy về bánh năm nay như thế nào, thì Hải thấy là nó cũng rẻ, cũng không có mắc quá đâu. Đấy, từ khu vực bánh Như Lan thì mọi người có thể thấy cao nhất chỉ có giá là 1.070.000 mà rẻ nhất là 240.000 một hộp 4 cái. Đấy, mọi người có thể làm quà. Lát Hải sẽ để cái ảnh này cho mọi người cùng xem nha. Đấy, nhìn bánh cũng khá là hấp dẫn. Lát nữa nếu mà về kịp thì Hải sẽ quay review cho mọi người bóc bánh trung thu Như Lan nha. Ăn thử một cái, nếu hôm sau quý cô chú anh chị mình yêu quý thì Hải sẽ ra mua và review cho mọi người cùng xem luôn. Hồi đêm này mình thấy những gánh hàng rong này, những gánh bán bánh tráng trộn này, đồ ăn vặt này, bán trái cây. Đấy, cũng khá là đa dạng tại khu vực chợ cũ, tại khu vực đường Tôn Thất Đạo. Bên này thì bán hột vịt lộn về đêm. Những cái khu chợ này Hải thấy là cũng thu hút được một lượng du khách nước ngoài đổ về mọi người, đi dạo rồi ngắm cảnh chợ, người ta ít mua lắm. Bên này có ăn bánh trung thu này. Đấy, ở chợ này thì bán đầy đủ mọi cả nhà, từ hải sản, rau củ quả, thịt cá. Đấy, chung là không thiếu cái gì luôn, rượu ngoại có hết luôn. Đấy, mọi người sau một ngày làm việc mệt mỏi thì mọi người đang ngồi hát karaoke cùng với gia đình. Ở đây thì anh ấy đang dọn rác sau phiên chợ cuối ngày. Đấy, mọi người tập trung bỏ rác ra ngoài đường và sẽ có người tới dọn. Nên nhiều khi quý cô chú anh chị mình xem trên clip của Hải, mọi người thấy nhiều rác, mọi người bảo này kia, nhưng thực sự là lúc đấy là người ta đang trong quá trình đi gom rác thôi, xử lý thôi. Sáng mai nó lại sạch sẽ lại. Ông quán này đông khách nha. Quán hủ tiếu này đông khách nha. Có người Việt cả du khách nước ngoài mình. Ở đây mọi người bắt được hai là làng này. Đấy. À, bên này thì bán sâm dừa này, chú chế này. À, quý cô chú anh chị mình khu vực này thì gái thì mọi người cẩn thận nha. Nhiều khi nó là con trai lắm. Đây bên đường mọi người thấy không? Thực sự là một thiên đường luôn. Ăn chơi đây. Đấy, rồi em Hải sẽ tiếp tục vào khu vực này. Bên này thì có cái tiệm cà phê Phúc Long mọi người, trên lầu 3 này. Góc view nhìn cũng khá là chill chill đấy, đẹp ghê luôn á. Sau 10 ngày thì mình xa Sài Gòn thì hôm nay đã quay trở lại. Thấy cuộc sống cũng rất là nhộn nhịp như ngày nào. Đây khu vực này mọi người quán nhậu, ăn uống rất là đông khách, nhộn nhịp. Vâng, thì hiện tại thì em Hải đã có mặt tại đường Tôn Thất Hiệp nhé. Bây giờ mình sẽ rẽ phải vào đường Tôn Thất Hiệp về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để quay cho cả nhà cùng xem tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ nó sôi động như thế nào. Dạ vâng, thì tới đây em Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha.
hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nha. Dạ vâng mọi người này, đây bánh nhân lan Hải mới mua được mọi người này, 40.000 lúc ở ngoài kia. Bây giờ thì Hải sẽ bóc ra thử xem nó như thế nào nha. Giờ mời cả nhà mình cùng bóc cùng với Hải xem sao. Cái này thì Hải lấy lại, không chẳng biết nhân gì nữa, mua về để review cho cả nhà xem. Mọi người thấy khá là cẩn thận nha. Đấy, một lớp tứ bóng bên ngoài kèm theo một hộp, bên trong lại thêm đây, bên trong em lại thêm một lớp tứ bóng nữa. Bánh cũng khá là dày đấy. Bánh này chắc phải tới 4 lạng. Dạ vâng, quý cô chú anh chị mình thấy bánh phải tới 400 g nha. Con này để bóc ra xem trong như thế nào. Thì quý cô chú anh chị mình muốn ăn thì mọi người có thể ra đấy mua nha, cái bánh nó bị lỗi. Nó rẻ, nó bán rẻ lắm. Ui giời ơi. Này mọi người thấy này, nhân này. Quá trời nhân luôn. Đây cả nhà này, cái này là khoai môn với trứng cút thì sao ấy. Cả nhà thấy không? Nhìn hấp dẫn lắm. Để Hải thử xem sao. Có một chút mè khoai môn, bên này có trứng quá. Đây mọi người, có trứng.